Xin chào các bạn, những tin đồ của Roland Keyboard và đây là một sản phẩm mới của hãng Roland, đó là dòng Juno D series gồm Juno D6, Juno D7 và Juno D8. Và sau đây mình sẽ đọc hộp Juno D6 cho các bạn xem nhé. Và đây là cái adapter của cái đèn và trong đây là hướng dẫn sử dụng menu. Và xin mời các bạn hãy đến đây cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Và bây giờ là Roland Juno D6. Và đây là Juno D với 61 phím, chúng ta hãy gọi là Juno D6 nhé. Juno D6 được sản xuất tại Malaysia. Chúng ta hãy nhìn ở phía sau. Đây là cổng cắm nguồn, adapter và nút bật nguồn. Đây là cổng Type-C để chúng ta kết nối với máy vi tính, computer hay là những cái smartphone. Và cổng tiếp theo đó là cổng USB memory để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Và tiếp theo, đây là cổng Home Bidan, tức là dùng bidan số 10. Và thêm một cổng bidan nữa là bidan control. Tiếp theo đó là MIDI in out dành cho các bạn dùng MIDI kiểu 5 chân analog. Đặc biệt đó là cổng micro, chúng ta sẽ có input và gain và volume ở đây. Tiếp theo đó là cái external input, tức là chúng ta dùng cắm những thiết bị phát nhạc để cắm vô đây. Và đây là cổng out ra loa sân khấu. Và đây cổng headphone. Và mình sẽ review nhanh cho các bạn xem. Đây là cái Big Band. Big Band và Modulation. Cái dòng Big Band này rất bền nha các bạn. Rất bền nha. Đẩy sâu và rất bền luôn. Rồi tiếp theo đây, ở trên phần keyboard chúng ta có single, tức là chúng ta chơi một tiếng nè, chia đôi bàn phím nè, hai tiếng khác nhau nè, cộng hai tiếng nè. Hoặc là chúng ta chơi Super Player nếu như chúng ta bấm hai thứ. Và đây là AP nè, AP để chạy thì chúng ta sẽ chọn âm để chạy, chọn theo kiểu chạy AP. Và đây là nhấn nút nhanh, nút rum nhanh, khi mà chúng ta muốn có tiếng trống là chúng ta chỉ cần nhấn một cái thôi là nó sẽ ra tiếng trống liền tại chỗ luôn. Và đây tempo rất là trực quan, tempo chúng ta nên nhấn giữ và lên xuống rất là dễ dàng, hoặc là trừ octa hoặc là cộng octa. Rồi tiếp theo phần ở đây chúng ta sửa tiếng rất nhanh trong khi chúng ta đang biểu diễn luôn, cut off nè, Listener nè, là attack nè, relay nè. Và chúng ta có volume của micro. Micro này chúng ta có thể để hát hoặc là chúng ta sẽ dùng vocoder ha. Đây là fade pass, volume của fade pass. Rồi, lower là cái phần tiếng cộng của chúng ta đó. Upper là cái tiếng chính của chúng ta. Rồi, phần tiếp theo chúng ta sẽ vô đây. Thì chúng ta nhìn chỗ gần màn hình sẽ có nút right để chúng ta lưu sửa những chỉnh sửa của chúng ta nè. Rồi menu. Rồi tức là cái đàn này nó sẽ trực quan cho chúng ta, nó sẽ show ra hết trên cây đàn này. Chúng ta không phải đi tìm kiếm chi cho nó phức tạp. Chúng ta rất dễ dàng sửa và tìm kiếm bất kỳ chức năng nào, nó nằm hiện hết lên cây đàn này luôn. Tiếp theo đó là mình vô thử menu nhé. Đây System Edit nè, Send Edit nè, Tone Edit nè, Room Edit nè, Sequencer Unity nè. Rồi ok, nó đơn giản lắm, dễ xài, chủ yếu là cây đàn này là rất là dễ xài và nhỏ gọn mang đi. Rồi xuống phần tiếp theo là phần Favory. Chúng ta có được 16 tiếng trong một 16 cái bộ nhớ tiếng trong một band nha, thì band cũng là 16 band luôn đó, band cũng là 16 band luôn, thì mỗi band là 16 tiếng nha đó, chúng ta chọn mỗi band là 16 tiếng nha. Mà chúng ta gồm 16 band, 16 x 16 không biết bao nhiêu hết. Rồi, đây là một cái bánh quay để chúng ta xoay cho nó nhanh. Đấy. Màn hình thì nó cũng vừa đủ thôi, vừa đủ để chúng ta nhìn thôi. Tại vì nó muốn làm để nhỏ gọn mà, nên cái màn hình nó làm vừa đủ nhìn thấy ha. Và chúng ta có thể chấm ở trên đây thay đổi, nhấn những nút shift là chúng ta sẽ có thể thay đổi
và chúng ta có thể trực quan nhìn hết tất cả ở trên màn hình. Nói chung là màn hình rất dễ nhìn, nhỏ gọn và dễ nhìn. Rồi, tiếp theo đây là những cái phím control để chúng ta cộng trừ lên xuống. Tại vì màn hình này là màn hình không cảm ứng nên chúng ta sẽ cộng trừ hoặc là chọn bằng những cái phím cứng này. Rồi tiếp theo nữa, ngoài cái band memory memory nhớ cái băng tiếng á, thì chúng ta sẽ có những nút nhấn theo từng bộ nhạc cụ: piano, piano điện, organ, keyboard, guitar, bass, synth, vân 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 vân, synthesizer, and sampler, ha, và user những cái tiếng riêng của chúng ta. Rồi qua phần tiếp theo đó là cái phần sequencer. Chúng ta sẽ có thể làm sequencer rất là nhanh và dễ dàng, rất dễ nha, rất dễ nha. Cây đàn này chủ yếu là dễ xài nha và dễ làm luôn. Đó, sequencer nè, chúng ta có thể làm một nhạc bài nhạc nhanh chóng, và chúng ta có thể làm riff luôn nè, và có thể chọn nó là audio luôn. Rồi, ok, đây là cái phần nút cứng để chúng ta play hoặc thu hoặc xóa hoặc chọn tempo. Về cái cuối cùng mà Duy Khanh muốn nói với các bạn, bàn phím này Khanh cảm giác rất tốt nha. Nó không phải là live way, nó là live thôi, nhưng mà mình thấy đánh rất là chắc chắn nha, chắc chắn nha, đánh rất sướng nha. Ok, Juno D61K này sản xuất ra để thứ nhất là giảm giá thành, và đặc trưng đó là nhẹ nhàng, dễ mang đi biểu diễn. Và cái phần cuối cùng đó là phần sequencer, các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu mà các bạn có thể làm tại chỗ, trên xe buýt hay đi du lịch. Các bạn hãy đến Việt Hương Music để trải nghiệm qua sản phẩm này nhé.